Chị Tư ơi, làm cho con ly nước cam nha. Cửa không khóa, chị Tư vô đi. Sao lại là cô? Tôi thì sao? Tại tôi tốt bụng, không thèm chấp nhất thái độ khó ưa của anh. Dì Tư không có nhà, nghe anh nói muốn uống nước, cho nên tôi làm cho anh đó. Coi như bố thí chút công đức. Em đổ đi, tôi không muốn. Anh bị sao vậy? Anh có biết trong ly nước cam này chứa đựng công sức của tôi, công sức của dì Tư đi chợ để lựa từng trái cam, chưa kể là công sức của những người nông dân vất vả nắng mưa, trồng trọt, chăm sóc. Vậy mà anh nói đổ đi, nói nghe dài hiều vậy. Tôi biết anh giàu. Một ly nước cam á thì xái gì so với khối tài sản của gia đình anh. Nhưng mà anh cũng đừng coi thường công sức của người khác như vậy chứ. Tôi chỉ không muốn một ly nước cam. Mà cô kể tội tôi nhiều như vậy sao? Còn gì nữa? Nếu không muốn uống á thì anh còn gọi làm nước cho anh chi? Uống nước mà cũng kén người làm nữa hả? Hay anh sợ là tôi phun nước miếng vô đây cho nên anh không dám uống hả? Hay anh muốn đày đọa dì Tư? Chân dì Tư bị đau, ngày nào cũng bắt dì Tư leo cầu thang, anh vui lắm hả? Thôi được rồi, tôi sẽ uống. Nghe cô nói nhức cả đầu. Ê, tò mò gì đó? Hay là muốn tìm kiếm cái gì đó trong phòng của tôi? Tò mò gì đâu, tôi nhìn là tại vì tôi ngạc nhiên quá thôi. Thanh niên trai tráng sao mà sạch sẽ ngăn nắp tới mức không cần thiết như vậy chứ. Đây đích thực là một dạng tâm thần phân liệt, có tên là ráng nhớ coi. Để tôi nhớ là bệnh này có tên là rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Tôi có đọc qua cho nên biết rõ lắm á nha. Đây là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính. Dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh lo lắng, không có lý do chính đáng và thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng. Đây là một dạng trong nhóm bệnh có liên quan trực tiếp đến stress. Người bệnh có những ý nghĩ và hành vi lặp lại một cách vô nghĩa, không kiểm soát được. Chẳng hạn như là rửa tay hàng chục lần mặc dù tay của mình đã rất sạch, hay dành quá nhiều thời gian sắp xếp đồ đạc trong nhà quá mức gọn gàng cần thiết. Đó, anh nhìn đi, đâu có cần thiết phải gọn gàng dữ vậy đâu. Chắc là bây giờ đem cái mớ lý luận hoàng xiên của cô ra ngoài giùm tôi, mau lên. Nè, đâu tôi. Thật kinh. Đồ tâm thần, anh nghe lời tôi đi trị bệnh đi kìa. Để càng lâu là bác sĩ bó tay bây giờ đó. Lâu lâu có dịp chửi đã miệng thiệt chứ. Đôi tay còn vương hơi ấm nồng nàn,
tình ai đã vụt bay.